lợi dụng tâm lý những gia đình mong muốn chọn giới tính thai nhi như ý, mà nhiều sản phẩm được quảng cáo là hỗ trợ chọn giới tính thai nhi, có tên gọi như Hello Baby hay Baby Support, đang được các trang mạng xã hội truyền nhau chào mời. Dạo một vòng trên các trang mạng trực tuyến, chỉ cần search từ khóa của loại sản phẩm này, lập tức các thông tin mời chào cùng các clip hướng dẫn sử dụng với lời khẳng định cam kết chất lượng sản phẩm hoàn toàn chuẩn. Nhóm phóng viên S hôm nay đã tìm tới một đầu mối chuyên bán online để tìm hiểu sản phẩm. Alo ạ? Chào bạn. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi nhà bạn còn cái sản phẩm Baby Support không nhỉ? Bên mình còn nha bạn. Thế bạn cho mình hỏi là cái đấy xuất xứ như thế nào nhỉ? Sản phẩm bên mình xuất xứ từ Nhật Bản bạn nhé. Nhà mình có người quen ở bên Nhật Bản tách tay về đấy bạn ạ. À đấy à. Thế bạn cho mình hỏi cái giá sản phẩm đấy nhà mình bao nhiêu nhỉ? Sản phẩm đấy bên mình đang bán 500 bạn nhé. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Có gì mình tham khảo rồi mình gọi điện lại cho bạn nhé. Chào bạn. Theo lời của người bán hàng thì sản phẩm này là sản phẩm gel bôi trơn, được sản xuất từ các thành phần tự nhiên, chỉ với mức giá hấp dẫn khoảng 500.000 đồng, xuất xứ từ Nhật Bản. Nhưng khi kiểm tra thành phần của sản phẩm thì thấy hầu hết lại là các loại hóa chất và chất bảo quản. Còn việc loại gel này có hỗ trợ gì trong việc lựa chọn giới tính thai nhi hay không lại chưa hề được kiểm chứng. Ngay cả trên thế giới rồi, người ta cũng không có đồng thuận cái việc mà sử dụng các phương pháp hoặc là mình tư vấn để chọn giới tính, tại vì nó liên quan đến về đạo đức. Và một cái sản phẩm mà có nguồn gốc không rõ ràng, nhất là đặc biệt là với một cái đất nước như Nhật Bản thì đấy là một cái môi trường cực kỳ là tri thức, người ta cũng không có khuyến khích chọn giới. Và một cái sản phẩm như Hello Baby hay là Baby Sport ấy, thì một cái sản phẩm không rõ nguồn gốc khi về Việt Nam thì đều theo nguồn là loại sách tay và chưa được Bộ Y tế Việt Nam đồng ý thông qua. Người tiêu dùng mà lựa chọn một cái sản phẩm mà để mình sử dụng, nhất là về phần phụ mình, thì nguy cơ sẽ rất nhiều, như là viêm phần phụ này, viêm âm đạo, và sợ nhất là gây ra tình trạng viêm cổ tử cung và lây lên cái buồng tử cung mình, sợ nhất là nguy cơ vô sinh. Hậu quả của việc lựa chọn giới tính thai nhi đang ngày càng nghiêm trọng. Pháp luật nước ta cũng đã quy định nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Sản phẩm giúp lựa chọn giới tính thai nhi đang được bán trên mạng, không những bất chấp quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường đối với sức khỏe của người sử dụng. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc ngăn chặn hành động này, bởi chúng đi ngược lại quy định của tự nhiên và vi phạm pháp luật đạo đức xã hội.